Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về cách bọc cái yên xe máy nhé. Đây, sau đây mình sẽ quay xuống cho các bạn xem. Đây là yên xe zin nhé. Bước đầu tiên mình sẽ lột cái vỏ đây nhé. Lột cái vỏ yên ra. Vặn hai ốc. Rồi mình dùng cái kéo nha. Dùng kéo để nạy yên ra. Cẩn thận bay vào mắt. Những cái lim này lâu ngày á nó bị gì. Chúng ta lột nó ra. Cái này kìm. Kéo ra. Chúng ta kéo lột nó ra này. Đấy. Như thế để đã lột xong. Tiếp theo ta nhổ mấy cái này đi. Đã xong, này phải hất đi nhá. Trời.
trong rồi ta úp nước. À. Sau đây ta có cái vỏ mới đã mua về. Úp nó xuống. Vuốt đều, trải đều ra. Căng ra. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng máy bắn ghim nhá. Kiểm tra xem đủ đinh không. Ok, đinh ghim vẫn đủ. Đây nhá. Xong rồi. Ta lật lên. Bắn một đầu trước. Ta ghim ba cái. Xong ta dựng lên. Nên ta kéo. Kéo dù lên một kia. Ừ. Căng ta lại bắn tiếp. Ba đinh chuộng. Xong ta đo hai bên thông. Căng. Chia đều. Đối diện nha. Ok. Tiếp tục bắn tiếp. Ta đảo bên. Kéo căng. Chúng ta lại tiến hành bắn nhá. Bắn ghim là cách khoảng 5-1 mũi. Bắn nhiều quá thì vừa tốn lại vừa xấu. Đổ hết đi. Ta lại thường kiên kiểm sai nhá. Lỡ hết là phải cho ngay bắn nó thủng nước. Rồi xong. Ok. Hoàn chỉnh nhá. Đã hoàn thành. Ok, chào các bạn, mình đã hoàn thành xong cái yên xe. Chào nhá, mình sẽ làm những cái video tiếp theo hay hơn để các bạn theo dõi. Chào nhá.